Cho nên chi hàng ngày đó cô bác chúng ta gắng cố gắng mình lo mình làm lành nè. Cái thứ hai đó cô bác anh chị em mình gắng cố gắng mình lo mình niệm Phật nè. Để sau này đến cái cảnh phong ba biến chuyển, cô bác chúng ta lấy câu Nam Mô Di Đà Phật làm cái phương châm. Trước khi cuộc non dời biến đổi, khắp chúng sanh trong cõi trần dương, đông tây nam bắc bốn phương, phương nào cũng ráng niệm luôn Di Đà. Cái phương nào cô bác anh chị em mình cũng nhớ niệm Nam Mô kia Di Đà Phật, đó là cái thẻ bài đó quý cô bác anh chị em, để cô bác chúng ta tránh khổ trong cái hoàn cảnh của sau này. Rồi thầy nó chia cho bằng ta sớm lo toan nhìn với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi tây phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hững hờ sừng quả đến là e cho khó tranh. Vậy thì bây giờ đó hàng ngày nếu cô bác chúng ta siêng năng mà mình lo mình niệm Phật đó nghe. Mà đôi khi mình ăn chay đây nè, mà mình đặt cái món đó, cái này là tôm, cái kia là cua, cái kia là cá, mà họ còn công kích nữa. Đã ăn chay mà làm gì cho nó đỡ thèm mà cũng bị công kích. Kêu mình phải làm sao ăn đạm bạc rau tương, ăn cho nó khổ khó dữ lắm gì đó. Mà hãy ăn khổ khó thời gian sau ốm nhách nó rồi, mày chết. Ăn riết nó ốm nhách xanh giờ nó đi hết nổi rồi. Hãy ăn ốm quá thì kêu riêu. Mà hãy ăn thời gian sau mà thấy hơi to đủ thịt địch thủ đó nghe. Lúc đó nó nói rồi cỡ này quá sung sướng rồi quên đạo ngữ. Phụ nó ăn nó ngủ hay sao mà cỡ này thấy nó tròn vo. Ốm thì cũng nói mà tới chừng mặt thì cũng kêu riêu rồi làm sao đây. Mà tu thời gian sau cái nghèo quá cái nói rồi tao cho mày tu riết thời gian rồi mày không có cắt bạc nghèo chết. Mà hãy tu thời gian khá có tiền có của chạy xe đêm xe cúp đồ này kia cái nói rồi. Hằng này nói tu không biết tu thiệt hay tu giả mà cỡ này tìm vô dữ ta. Bây giờ biết sao cho tội lòng dân đây. Hễ tu mà anh thời gian sau đi đám từng tự chỗ này chỗ kia, cái nói tưởng đâu diện tu mà anh tu theo bề ngoài chạy cà tòng theo mấy cái đám từng với đám dỗ không mà kiếm ăn. Mà cuộc đời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ lễ kính đức thầy. Kính thưa quý vị đại diện trong gia tộc, kính thưa đệ út đại diện trong gia đình, cũng như chủ sự của ngài chánh lễ kỷ niệm đáo lễ hàng năm cho người thân, kính thưa các bậc lão thành, thưa cô bác cùng toàn thể chị em đồng đạo và cô bác liền thân kính. Thì trải suốt thời gian đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, giờ này đã là đúng 11 giờ. Thì thưa quý vị, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được đến đây để gieo duyên cùng với gia đình của đệ út. Hồi nãy không biết đường đó cho nên chạy đi vòng hết một cũng mất đâu hết đâu 15-20 phút gì đó mới đến đây. Thì đến đây thấy cô bác anh chị em mình đến cũng rất là đông đủ từ ở các tỉnh các nơi, tức là làm gần chỉ những tỉnh xa lúc xưa thì cũng đụt gà với nhau. Thì hôm nay gia đình có hữu sự, cô bác chúng ta đến đây để hiệp tâm cùng với bộ biến thân tộc để giúp sức cho gia đình lo tròn câu hiếu nghĩa, lo cho cha mẹ ấm lành, ấy là đạo hiếu lòng lành thế gian thôi. Còn tu cầu cha mẹ Tây Phan, ấy là đại hiếu ngàn vàng khó soi. Dư giả lại đó làm con hiếu thảo lo tròn, nếu bất nhân bất nghĩa thì con mình nói theo. Cuộc đời là sợi dây leo, nhân nào quả nấy chớ gieo quả sầu. Thì hôm nay đó biết được cái công ơn sanh thành dưỡng dục trời biển của hai đấng ân điền, cho nên hôm nay nên chi gia đình của đệ út đã tổ chức trọng thể cái ngày lễ xuất phát từ tấm lòng hiếu kính. Mà hôm nay đó cô bác chúng ta đã sắp sửa bước sang cái tháng 11. Hàng năm vào 25 tháng 11 là cái ngày kỷ niệm của Đức Quỳnh Giáo Chủ đản sinh. Lần này là lần thứ 104. Muôn triệu con tim đang đón mừng ngày đản sinh giáo chủ, thắp nén hương lòng ấp ủ và nhớ nhung. Chừng thầy trở lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Mặc dù hôm nay vì cái phận sự thiêng liêng, Đức Quỳnh Giáo Chủ vẫn còn ngàn xa cách để cho thầy đi dạo ta bà đang dạy kẻ đường xa chưa rõ. Như ở nơi quê nhà, toàn thể tín đồ Phật giáo hảo cô bác chúng ta biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau để rồi chia sẻ giáo lý tình thương, cho giáo lý của Đức Thầy được bay khắp nơi nơi, cho trần gian được dơ bớt đi nước mắt hận thù và bông lành tái thiện được chỗ đầy được sanh chúng. Thì thưa quý vị, lẽ ra đó nãy giờ trong thời gian đó hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, cô bác anh chị em mình cũng phải xả nghỉ giải lao.
còn phải đi chương trình vệ sinh đồ này kia đủ thứ. Nhưng mà bữa nay cô bác chúng ta nghe đạo quá xa xưa, chúng tôi thiết nghĩ đó, trong cái đám cô bác anh chị em mình đi đến đây đó là những cái khuôn mặt rất là thân thương, coi như là quen đám nào cũng có nhiêu đó không à, phải không? Rồi lại đây là nhắc nhở với nhau trong tinh thần đạo đức hoài. Cho nên con thấy đã vừa qua đó, anh Mừ cùng với anh Tư đã trình bày gặp gỡ cùng cô bác anh chị em mình ở nhiêu đó là nó cũng đầy đủ lắm rồi. Bởi vì nói ít thì nhớ dai, còn nói dài quên hết. Thật sự ra giờ này đó, nếu mà trắc nghiệm lợi đó nãy giờ đó, không biết cô bác anh chị em mình có còn nhớ câu nào không nữa. Phải không? Nãy giờ nói là nó tràn gian đại hải rồi. Mà đôi khi Đức Thầy than nó nghe rầu thì cũng củi rầu, hoài thì trở lại bồi hồi sầu riêng. Phải không? Cho nên nó nghe mà nó quá xá tràn gian đại hải chứ. Cái gì đó dù nó ngon cỡ nào đi nữa mà cô bác anh chị em mình ăn nó xá quá xá nhiều rồi thì nó trở thành ngán với cô bác. Phải không? Mà giá trưa này đó là trời ôi bức nữa. Cho nên mong quý vị mình cũng quan hỷ, cho con nói lời nói đầu xong rồi cái con bái tổ. Tức là xong rồi bắt đầu tới chương trình cúng, chứ bây giờ thời gian kéo dài quá cô bác anh chị em mình khó mà tiếp thu được lắm. Bởi vì giờ này là đúng 11 giờ rồi. Rồi bây giờ nói chuyện tới 12 giờ nữa thì cô bác anh chị em mình thấy thời gian nó đạo quá hút, phải không quý cô bác? Vậy thì bây giờ ở đây đó quý cô bác, thử nghĩ Đức Quỳnh Giáo Chủ ngày ra đời đó 84 năm rồi. Trong thời gian đó dọn dẹn 84 năm rồi, thì những cái lời châu tiếng ngọc của Đức Thầy giờ đây có số cô bác anh chị em mình nghe qua rồi, mình hiểu nhận thức và đang áp dụng trong cuộc đời hành đạo nữa. Giảng là chỉ những điều chân lý, còn kinh không này giọng đọc dở hay. Ở đây đó giảng kinh của Đức Phật ra đời là để chỉ dạy cho mình bước vào con đường đạo, để áp dụng trên khoảng đời tu của mình với cô bác. Ngàn năm danh lợi sống đời, không nghe đạo lý là điều tiếc thay. Dù cho chỉ sống một ngày, biết nghe đạo lý là quý thay kiếp người. Cho nên dù một ngày cô bác chúng ta sống nhưng mà có đạo đức đó, thì nó còn ngon hơn sống trăm tuổi buông lung giới lực, thua một ngày thao thức tham thiền. Trăm năm mà giải đãi tu hiền, không bằng một bữa mà siêng tu hành. Cho nên Đức Thầy ngày ra đời đó trong thời gian suốt 84 năm, nhưng mà ngày đó chỉ trụ thế trong thời gian đó có 7 năm 10 tháng và 7 ngày thôi. Tức là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão đến ngày 25 tháng 2 năm 1947 thì Đức Thầy đã đành xa vắng với cô bác. Cho nên trong thời gian đó cô bác anh chị em mình biết đó, có lúc Đức Thầy phải xả giả khùng, giả ngu, giả dại này kia đủ thứ hết trơn. Bởi vì đó cái người khôn thì bị hại, mà cái người dại thì bị đè. Cho nên sống sao mà nửa khôn nửa dại mới tồn tại dài lâu. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài ra đời cũng có lúc ngài nói là xưng danh hiệu nửa tiên mà nửa tục. Nửa ra đời đó xưng đó là xưng cao, xưng là một vị Phật lâm phàm. Nhưng mà cũng có lúc thầy đó dù khôn khéo cũng là giả dại. Nếu tranh đương ác ta bị hại, thiên sa cơ là bị xích xiềng. Vì đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa. Cho nên đó thánh hiền ngài mới nói một câu, ngài mới nói đó, hễ lúa trúng là gục đầu, mà hễ ngẩng đầu là cỏ dại. Nếu đó tự cao đó là thất bại, mà nhẫn nại là thành công. Cái người sống trong cuộc đời này chỉ có cái nhẫn nại là cô bác chúng ta mới thành công thôi. Dù việc tu cũng vậy với cô bác. Cho nên Đức Thầy nói đó, cứ bền chí là có ngày thông thả. Thế sao cô bác chúng ta đạt được cái chữ bền được rồi. Hồi nãy con nghe anh Tư đó, anh nói đó với cô bác, đôi khi đó sự tu mình muốn cho giảng sanh giải thoát Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà rốt cùng rồi hễ có ốm đau bệnh hoạn hay hoạt giả có nghịch cảnh gì đó, thì cô bác chúng ta cầu mong cho sống lâu được trăm tuổi, chứ không có mong mà chết sớm. À, con nhớ con lần đó đó, tụi con cộng tác cùng với chú Năm Dễ cùng một số anh em đi ra Mỹ ở ngoài Trị An đang lấy thuốc. Thời gian cách đây đó cỡ 20 năm rồi quý cô bác. Một hôm nọ đó, sau khi anh em đó buổi trưa đó đang ngồi dùng cơm cùng với nhau, lúc đó đó ông chú Năm ông mới thốt lên, ông nói à, tất cả anh em mình đang công tác từ thiện phước thiện như vậy, mà nếu tử thần nó lợi mà nó bắt bất tử, giờ này chắc cô bác chúng ta đầy đủ nhân duyên và vui vẻ để mình ra đi lắm phải không? Ta nói người nào người nấy nghe buông cái hộp cơm xuống vỗ tay nghe bớt giác li lịa hết trơn. Nói đúng rồi, mình đang làm phận sự như vậy mà nếu lỡ tử thần mà nó lợi nó bắt bất tử đó là cô bác chúng ta là đạt kết quả mỹ mãn. Bởi vì đó làm lành ác sẽ có phần, tu tâm tích đức là lần lần giàu sang, phước đức quý hơn bạc vàng mà. Mong người giác ngộ chuyển sang để làm lành. Hồi đó giờ mình làm dữ mà ngày nay đã tỉnh ngộ quy cùng Phật Pháp,
Như vậy là cửa trường sanh bất diệt của các trò đã gặp nẻo. Phải nương đèn trí huệ ly sức phàm trần, phải chán cảnh phù qua tìm nơi tịch tịnh. Tuy các trò có lòng mộ đạo nhưng chưa hiểu rành nẻo bước đường đi, phải không? Vậy thì bây giờ đó tu ai cũng mong về cõi Phật, sớm về cõi Phật an thân. Nhưng mà đôi khi gặp nghịch cảnh gian lao của cuộc đời, hay hoặc giả là gặp cái sự sanh tử mà nó kế bên đó, cái đó mới căng đó. Bởi có cái con này của nó, cái gì tôi muốn ăn chay lắm mà cái gì mỗi lần ăn là nó ngán, mà ăn là sợ hoài. Bây giờ để có cách nào để chỉ cho tôi ăn chay mà tôi ăn cho tới chết không bể hiểm. Tôi mới nhớ lại lời của ông Ba Thiệu ngày xưa với cô ấy. Có người đó lại hỏi ông: bác ba ơi, bây giờ ông nguyên nhân nào mà ông ăn chay mà ông không ngán, ông chỉ cho con cái cách ăn chay sao mà con ăn cho tới chết rồi. Biết ông trả lời sao không cô bác? Ông Hai Tiếng ông cũng trả lời y rang câu nói đó: nếu ăn chay mà không sợ chết là sẽ ăn chay tới chết. Phải không? Cô bác mình thấy thống nhất không? Nếu ăn chay đó mà cái người ăn chay không sợ chết là sẽ ăn chay cho tới chết. Còn cái người ăn chay thời gian sau, cô bác anh em mình thấy không? Cái người tu mình đó gặp cái chuyện hẹp hòi đủ thứ trơn quý cô bác. Bước vào con đường đạo là mình chịu thiệt thòi đủ thứ. Mà đôi khi mình ăn chay đây nè, mà mình đặt cái món đó, cái này là tôm, cái kia là cua, cái kia là cá, mà họ còn công kích nữa. Đã ăn chay mà làm gì cho nó đỡ thèm mà cũng bị công kích. Kêu mình phải làm sao ăn đạm bạc rau tương, ăn cho nó khổ khó dữ lắm gì đó. Mà hãy ăn khổ khó thời gian sau ốm nhách nó rồi, mày chết, chết. Ăn riết nó ốm nhách xanh giờ nó đi hết nổ rồi. Hãy ăn ốm quá thì kêu riêu. Mà hãy ăn thời gian sau mà thấy hơi to to đủ thịt địch thủ đó nghe. Lúc đó nó nói rồi, cỡ này quá sung sướng rồi quên đạo ngữ. Phụ nó ăn nó ngủ hay sao mà cỡ này thấy nó tròn vo. Ốm thì cũng nói mà tới chừng mặt thì cũng kêu riêu rồi làm sao đây. Mà tu thời gian sau cái nghèo quá cái nói rồi, tao cho mày tu riết thời gian rồi mày không có cắt bạc nghèo chết. Mà hãy tu thời gian khá khá có tiền có của, chạy xe điên xe cúp đồ này kia cái nói rồi. Hằng này nó tu không biết tu thiệt hay tu giả mà cỡ này tìm vô dữ ta. Bây giờ biết sao cho tội lòng dân đây. Hễ tu mà thời gian sau đi đám tình tự chỗ này chỗ kia, cái nói tưởng đâu diện tu mà tu theo bề ngoại, chạy cà tòng theo mấy cái đám tình với đám dỗ không mà kiếm ăn. Mà cuộc đời của mình hồi nào tới giờ do cái ăn đó mà cô bác chúng ta lưng hồi đau khổ không biết là bao nhiêu, cũng do cái ăn. Hễ mình ra rồi là ăn không hả, mặc đồ mà cho ngon hỏi bữa nay đâu ở, đi ăn đám dỗ. Mặc đồ quét bỏ áo quần rồi đi đâu ăn, ăn đám cưới, ăn đám thô nôi, ăn đám tình, ăn đám ma, cái nào cũng ăn hết. Mà nếu cô bác chúng ta không có ăn lành đó là cái miệng mình đó tạo cái khẩu nghiệp không biết bao nhiêu nữa. Cho nên Đức Thầy nói, Thầy xét trong tam nghiệp, có phải khẩu nghiệp các trò là nặng nề hơn hết không quý cô bác anh chị em? Cũng do cái miếng ăn mà ra, do sát sanh, phải không? Đó, cho nên ngày nay đó tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp và cô bác chúng ta chuyển từ cái ăn ngon ác mà qua cái ngon lành. Từ cái làm dữ cô bác chúng ta chuyển qua làm lành. Mà Đức Thầy cho biết làm gian ác là quỷ là ma, còn làm chân chánh là tiên là Phật. Thế hàng ngày làm những cái lời dạy của Đức Thầy đã chỉ dạy cô bác chúng ta đó mà áp dụng trong cuộc đời hành đạo nó chắc ăn với cô bác. Cùng lắm trăm năm một kiếp người thôi. Mình sống dữ lắm là trăm năm kiếp người à. Đến rồi ai cũng phải đi thôi. Sống sao cuộc sống đầy ý nghĩa để lúc lâm chung mở miệng cười. Cho nên lúc đó đó ông chú Năm ông nói đó, lúc mình làm công tác từ thiện xã hội này đó, làm phước ác sẽ có phần, trồng cây mau tốt lần lần trổ qua, mai sau phước đức đầy nhà ấm im hạnh phúc mà đậm đà yêu thương. Cho nên lúc mình đang làm phước gì đó nghe mà lỡ mình nhắm mắt một cái đó, Thầy nói mê mũi ác không dễ về địa ngục, còn hiền lành nhắm mắt là thấy non tim, phước nhiều tiên cảnh lên trời. Vậy thì bây giờ đó mình đang làm công tác từ thiện xã hội đem lại lợi lạc cho nhân loại chúng sinh gì đó, mà lỡ mình có nhắm mắt lìa đời cái lúc đó chắc mình đã đi lên không rồi nghe. Lúc đó anh em ai đâu cũng buông cơm xuống vỗ tay đã đời. Cái qua bữa sau với cô bác, ông Năm ổng đi vệ sinh kế bên, ổng dòm thấy cái trái ổ bích nó lâu năm nó bị lép á, nó rớt xuống mà nó vàng cháy cái đầu vậy đó quý cô bác. Ông nói thôi để bữa nay tôi thử mấy ông đạo này bữa thử coi sao, ngày hôm qua mình nấu thì ngon lắm đó mà để bữa nay chắc nghiệm. Ông lấy lá ông đậy lợi đâu đó hết trơn. Qua bữa sau ông nói thôi vô đây mát chút xíu nè anh em ngọn cơm. Lúc đó anh em đang ngọn cơm nhau, cái ông nói ngày hôm qua anh em nói đó mình đang đi làm phước gì đó,
mà lỡ có cái chết lúc nào mà mình đang ngồi đó mà người ta chửi mình đó nghe, mà cái mặt mình còn sụ xuống đó, lúc đó là người ta chửi dính rồi, phải không? Còn lúc nào mà người ta chửi đó mà mình vẫn thản nhiên nở một nụ cười, lấy cái tay díu như vậy đó, cô bác anh chị em mình mới không có dính chút xíu nào chứ. Mà ai chửi mắng thì ta giả điếc, chứ phải người ta chửi mà ngay mình rồi mình ngồi mình sụ cái mặt xuống là dính rồi chứ không giả điếc được. Cái này là nó nghe rồi, nó nghe nó mới sụ mặt, chứ phải không nghe nó đâu sụ, phải không? Cho nên đó Đức Phật mới để 8 câu nhịn hết sức hay quý cô bác. Nhịn đời cực khổ tấm thân yên, nhịn sự muốn ham khỏi lị phiền, nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng, nhịn lòng hiếu thắng ất tâm yên, nhịn cha nhịn mẹ là người con hiếu, nhịn anh chị hòa, nhịn vợ nhịn chồng nhà hạnh phúc, nhịn sớm lá riêng nghĩa thâm giàu. Chỉ có hàng ngày cô bác chúng ta lấy cái chữ nhịn thôi, tức là nhẫn nại, là cô bác chúng ta sẽ thành công kết quả quý cô bác anh chị em, phải không? Cho nên Đức Thầy ngày xưa Ngài đầy đủ quyền năng, nhưng mà Ngài phải ẩn nhẫn ra đi đó, Thầy nhịn đó quý cô bác anh chị em. Ta còn thương thương trò liệu điệu, nhưng cũng mừng được dịp phổ thông, đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông, cũng như Phật xuất gia thở trước, các bậc thánh châu lưu nhiều nước. Cho nên ngày xưa các bậc thánh ta cũng đi châu lưu nhiều nước, mà Đức Thầy còn nhắc nhở lại mà, Đức Khổng Thánh Ngài sanh nước Lỗ, Ngài còn xưng cuồng quyến giả hồ, xá chi lời đạo trích tục thô, kẻ ngu sửng khi người nhân đức, danh hiền sĩ non sông náo nước, giả như hồi chiến quốc sinh thu. Cho nên con số anh em mình thấy Thầy mà bị xài xẻ giặt bầm, lúc đó anh em ta đau lòng xót dạ vì thương Thầy. Nhưng mà Thầy nó không sao, trốn liên đài bát ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức, nhờ nó đem đi ở chỗ này chỗ kia, mà càng đi càng biết nhiều nơi, mới càng đem chân lý tiệt vời phổ thông quý cô bác. Đó mới là một điều đặc biệt, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó cô bác anh chị em mình, trong lúc Đức Thầy xa vắng này đó, ra đời biển bây giờ cô bác anh chị em mình thấy á, Thầy nói đừng gây chinh chiến ù ầm để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên, ta bà thật cảnh u phiền duyên trần, cấu kết quan khiên báo đời. Vậy thì bây giờ đó, ở thế giới bên ngoài là nó đang gây chinh chiến ù ầm luôn, còn ở đây mình gắng cố gắng mình nghe theo lời của Đức Thầy dạy được rồi quý cô bác. Mà ai tranh luận đấu tài, phần ta hãy ráng miệt mài chữ tu thôi, giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở rồi chữ tu du trò. Vậy thì bây giờ thời gian nó có hạn quý cô bác, con sẽ tóm kết để con kể cô bác anh chị em mình một câu chuyện thôi, một câu chuyện rất là thực tế để cô bác chúng ta được áp dụng trong cuộc đời hành đạo, để sau này mình gặp Phật gặp Thầy ở Long Hoa Đại Hội nha. Bây giờ đó ở đây đó Đức Thầy nói phước đức nó quý hơn bạc vàng, những người bạc ác còn giàu sang ít gì, mà sống trên đời nó vậy đó quý cô bác. Hễ ra đường đó mình giàu sang quá thì người ta ganh tị, mà mình nghèo hèn quá người ta chê bai, mình xấu quá đó người ta nói mình ở dơ, mà mình sửa soạn đẹp quá người ta nói hả người ta nói mình chim diện. Vậy trong hai điều kiện đó cái nào cũng khổ hết trơn cô bác anh em mình, làm sao đó mình đi ở cái mức giữa được rồi, đi ở cái mức giữa mức trung được rồi. Lúa mà nó cằn quá nó chỗ không được, mà lúa mà nó thốt quá nó phát quá đó nó chỗ lép hết trơn rồi, thứ hai nữa nó bị ngã. Hễ lúa tốt là kể như nó dễ bị ngã quý cô bác anh chị em mình, là nói như vậy đó, phải không? Còn đồ mình lên trên gò mà mình mua cũng vậy nữa, làm sao mà đồ mà nó rửa sạch sẽ thôi, nếu sơn vô là đồ nó mất giá trị, mà nếu mình để mà nó bày hầy nó dơ quá không ai mua. Trong hai cái nó vậy đó quý cô bác. Cho nên đời bây giờ đó, hễ mà bên kia giàu quá cũng khó tu, mà bên đây nghèo quá nó cũng khổ nữa. Nghèo thì bị bạc làm câm, còn giàu thì bị của giam cầm chung thân. Hai cái nào cũng là cái khổ hết. Thôi bây giờ mình ở kẻ giữa là ngon, phải không? Hai bên này cũng giành, bên kia cũng giật nữa, mình nằm giữa là ngon, chắc ăn đó. Vậy thôi bây giờ con kể cô bác anh chị em mình nghe một câu chuyện rất là tình đời ý đạo quý cô bác. Xong rồi cái mình kết thúc. Con chỉ cần một câu chuyện này cô bác chúng ta áp dụng trong cuộc đời hành đạo. Mà thầy nói việc bán buôn phải giữ, giữ ngang cân chớ tập tánh lận lường tráo đấu với cô bác. Hồi nãy đó con nghe anh Tư đó có đọc lại nguyên một đoạn đó. Thấy tăng chúng sầu bi dạ mổ, kệ khuyên trần nước đổ lá môn, khắp cùng làng xóm hương thôn, vì khôn quá thế nên tổn.
nên tồn lại ngu. Cuối cùng là mình tồn lại là cái ngu đó, mình lãnh đủ cái một với cô bác. Phải không? Ra đời cái mình ỷ mình khôn lanh, cái mình làm á, cân thiếu cân đủ, dạ già dạ non, bán các muôn đồng gì đủ thứ. Tới chừng về vợ ăn miếng, con ăn miếng, chia ra gia đình ăn ngự miếng. Tới chừng có tội ai gánh? Mình. Mình lãnh nè, mình mang nè, không có ai vô đây hết trơn quý cô bác. Mà lúc đó thầy còn nói câu á, thầy nói dứt ái ân quyến thuộc kiện trò mới thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Cái ái nó dễ dứt lắm mà cái ân đó, cái đó mới khó xử. Bị cái tuổi già sắp sửa 60 tuổi rồi cái ái nó đâu có còn đâu, mà còn có cái ân. Nói lúc này tại sao mà bả gần chết rồi mà ông là ông ngầu đây hoài, bộ còn ái lắm hả? Nói trời ơi, già rồi đâu còn cái ái mà tôi nhớ lên kỷ niệm ngày xưa lúc tôi ốm đau bệnh hoạn con nhỏ ba đêm. Đó gọi là cái ân. Ái nó không có nhưng mà còn cái ân với cô bác. Cho nên chi hàng ngày đó cô bác chúng ta gắng cố gắng mình lo mình làm lành nè. Cái thứ hai đó cô bác anh em mình gắng cố gắng mình lo mình niệm Phật nè. Để sau này đến cái cảnh phong ba biến chuyển, cô bác chúng ta lấy câu Nam Mô Di Đà Phật làm cái phương châm. Trước khi cuộc non dời biến đổi, khắp chúng sanh trong cõi trần dương, đông tây nam bắc bốn phương, phương nào cũng ráng niệm luôn Di Đà. Cái phương nào cô bác anh chị em mình cũng nhớ niệm Nam Mô kia Di Đà Phật, đó là, đó là cái thẻ bài đó quý cô bác anh chị em, để cô bác chúng ta tránh khổ trong cái hoàn cảnh của sau này. Rồi thầy nó chia cho bàn ta sớm lo toan nhìn với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi tây phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hững hờ, sừng quả đến là e cho khó tranh. Vậy thì bây giờ đó hàng ngày nếu cô bác chúng ta siêng năng mà mình lo mình niệm Phật đó nghe, là sau này đến cái lúc mà lâm chung đó cô bác chúng ta sẽ nhớ Phật mà ra đi. Bình thường mà mình làm gì là lúc chết nó hiện ra cảnh đó cô bác. Mấy cái người mà mần heo đó sắp sửa chết rồi đó, cứ nằm ăn ép hoài rồi đem lại cái thao nè, cái dao nè, rồi cái tấm thớt nè, lúc đó mới chịu chết đó cô bác. Rồi hết cái người nào mà ta lo ta niệm Phật hàng ngày rồi tới chừng chết rồi ta nhớ câu Nam Mô Di Đà Phật không? Cô nói vậy mà có không? Có. Vậy thì bây giờ có lúc bình thường hãy mở miệng ra là cái tư tưởng cổ là ca hát không? Cho nên đến cái lúc khi chết rồi đó, ai lại ta kêu cái gì ông cũng bầu ơi, con nhiêu nó hoài đó. Cái tư tưởng nó quay lại cái cấp đó đó cô bác anh em. Bây giờ nếu hàng ngày cô bác chúng ta sống nói nghe, tu hành mà được nhất tâm, thành công chắc chắn như cầm. Lòng đưa ra chỉ có một đồng, gom vào cả dạng tiền công tiền lời. Mới vừa niệm Phật ban mơi, kế chiều đó lại muốn ngồi tò sen. Mới hồi bữa ban mơi đó niệm Phật rồi chiều cái muốn ngồi tò sen, ngồi sao được đây quý cô bác anh chị em. Chào đời ta chẳng có chi, chết rồi cũng chẳng có gì của ta, ngoài bộ áo liệm dính da cùng những thứ cho người ta không rời. Phải không? Vậy thì bây giờ đó chỉ có cái tội cái phước là nó theo ta không rời quý cô bác. Vậy khi còn sống ở đời hãy nên làm phước cho lời thêm vô. Nhà hàng, biệt thự, ô tô đâu nào có thể đem vô quan tài, tất cả để lại đời xài. Quan tài chỉ liệm thi hài của ta, cùng những thứ đã cho ra và những thứ cho người ta theo mình. Phước là tài sản vô hình. Cái phước mặc dù mình không thấy nhưng nó là cái tài sản vô hình. Khi gặp nạn tai mình nhờ cái phước mà mình vượt qua đó cô bác anh em. Phước là tài sản vô hình, ta nên năng giữ năng gìn bạn ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, nay còn mai rụng, đổi thay khôn lường. Một khi đối mặt vô thường, phước sẽ dẫn đến con đường Tây Phương. Còn như thiếu phước trần dương thì là xuống gặp diêm vương bạn à. Còn khúc nữa, còn khúc sau này hết lắm. Còn như thiếu phước trần dương thì là xuống gặp diêm vương bạn à. Âm ti khổ não hàng hà, không nói bạn cũng biết mà phải không? Mau mau phước đức lập công, ăn chay
niệm Phật thoát dòng khổ đau, để phước con cháu mai sau hiển vinh hạnh phúc, sang giàu ấm no. Chỗ này thấy ấm quá phải không quý cô bác anh chị em? Vậy thì bây giờ đó, cuộc đời có được bao lâu? Xui tay nhắm mắt thì cũng chầu ông Diêm Vương hả? Chi bằng niệm Phật giao tuông, để ngài chung cuộc mà Tây Phương giữ kề, phải không? Vậy thì bây giờ đó, rốt cùng cô bác anh chị em, chúng ta cũng bỏ lại thế gian thôi, mà nó còn cái tội với cái phước nó đeo theo mình hoài mà nó không buông được. Đây con kể câu chuyện cái mình kết thúc với cô bác, vì thời gian nó không có. Ngày xưa đó có hai cái tiệm gạo hai bên đó, ngang mặt với nhau thôi. Mà hồi nào giờ đó nói tới đây sẵn nói luôn nha cô bác, con nghe mấy cô mình mà phát tâm giác ngộ lo ăn chay lo tu cái ở sớm mà nghe nói cái ai tu mấy cô mừng lắm phải không? Mừng không mấy cô? Mừng vì mình có đồng minh, phải không? Mình mà đang tu gì mà anh em đồng đạo mình ở sớm mà có người phát tâm tu mình mừng lắm. Nhưng mà đặc biệt con cái đó, mình mà đang bán phân bán thuốc hay hoặc giả mình đang mở cái cửa hàng gì đó, mình đang bán cái nghề nghiệp gì đó mà ai ra một cái nghề đó mình mừng không mấy cô? Ủa sao lạ vậy? Là nó có sự tranh chấp lẫn nhau phải không? Mình đang mở quán phê, mình đang bán ra đâu đó ngon lành mà bên kia nó mở quán phê ra mình chịu không mấy cô? Ông dám đâu tao trù cho mày bán ế trong mơi mốt mày sạch tụng. Đặng chi giả, đặng mình tao độc quyền, phải không? Vậy thì bây giờ đó, nó đi ngược dòng đời gọi là nẻo đạo không chứ không có chi lạ. Cho nên nó hai cái tiệm gạo đó là nó bán ngang một bên hả quý cô bác? Cho nên nó có cái sự tranh chấp cùng với nhau. Cái ông tiệm gạo á, bên đây đó, ổng là cái người cao lớn tuổi cao niên, cho nên ổng có cái trí đó, ổng tính toán. Ổng nói đó, bây giờ đó hai bên mà tranh chấp cùng với nhau, bây giờ đó ai có cái trí đó là thắng. Ổng mới suy nghĩ xong rồi, ngày xưa người ta nói cái câu kẻ tám lạng người nửa cân đó cô bác. Mà ngày xưa đó hãy một cân đó là 16 lạng. Một cân là 16 lạng. Cho nên ta mới nói kẻ tám lạng người nửa cân, tức là nó ngang bằng cùng với nhau. Một hôm nọ đó ông này ông qua cái đêm suy nghĩ, cho nên Đức Thầy nói kẻ nhất dạ thường sanh bá kế. Một đêm mà nó sanh ra trăm mưu ngàn kế quý cô bác. Ông mới âm thầm lặng lẽ, ông chỉ một mình ông mời cái ông chỉnh cây cân lại quý cô bác. Ông mời lại đó là ông vô cái phòng riêng của ông mới nói thế này. Ông nói hiện bây giờ là tôi đang tranh chấp với cái tiệm gạo bên kia gọi là Vĩnh Sương. Bên đây đó tiệm gạo tôi tên là Thông Vũ. Bây giờ đó hai bên đang tranh chấp cùng với nhau, cũng đồng thời buôn bán gạo. Vậy bây giờ tôi nhờ ông tới đây đang ông chỉnh cây cân lại giùm cho tôi. Thì cái ông chuyên gia chỉnh cân đó, ông là ông nói ông chỉnh như thế nào? Tôi sẽ tặng cho ông một số tiền. Bây giờ đó cây cân đó, hồi nào giờ đó là nó 16 lạng là một cân. Bây giờ ông làm ơn ông chỉnh lại 15 lạng rưỡi thôi. Đặng chi dạ? Đặng tôi bán cho nó mỗi cân đó là tôi lời được nửa lạng. Mà một ngày bán được biết bao nhiêu cân ở trong đó. Cái ông bên kia. Mà Đức Thầy nói trốn người khổ chứ trốn trời sao khổ với cô bác. Dối đời, dối Phật, dối nhân sinh, đố ai dối được lương tâm mình. Mình dối dương ta nhưng mà lương tâm mình biết quý cô bác. Dối đời, dối Phật, dối nhân sinh, đố ai dối được lương tâm mình. Trốn đời, trốn nợ, trốn tình, đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo. Bốn câu này hay không mấy cô? Con đọc vậy mấy cô mình nhớ chưa, thuộc chưa? Đọc lại nghe. Dối đời, dối Phật, dối nhân sinh, đố ai dối được lương tâm mình. Trốn đời, trốn nợ, trốn tình, đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo. Thiệt câu này con đọc mà óc con nó nổi rung rung quá quý cô bác. Không có ai chạy tránh khỏi phải không ạ? Đó, cho nên á, đừng tưởng người tu chẳng gì nè, chẳng khổ đau hay là được hưởng phước sang giàu. Người tu còn phải đền duyên nghiệp, có lúc nghiệp đòi trả gấp hai nữa chứ đừng nói mình tu mà mình không có trả nghiệp nghe. Đôi khi nghiệp nó nhồi mình trả gấp đôi chứ đừng nói mà đừng không trả nghe, phải không? Cho nên bắt đầu lúc đó ông tính xong xuôi rồi đó, nhưng mà trời
thường tính dạng tính không qua trời tính cô bác. Chốn người khỏi cho chốn trời không khỏi. Trong cái lúc đó, ổng đang bàn với cái ông kia thì lúc đó có con dâu thứ tư. Con dâu của ổng đi ngang qua phòng, nghe được cái câu chuyện quý cô bác anh chị. Thì cô này thấy đau lòng xót dạ. Bây giờ kiếp trước ông bà làm đức cả thì ngày nay con cháu ráng lo tu. Còn thầy nói nợ nần tiên tổ tạo gây nên thì con cháu ngày nay phải báo đền phải không? Vậy thì bây giờ nếu ông bà cha mẹ mà làm nó con cháu sau này nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Vậy thì bây giờ đó người ta nói là để lại cái tài sản quý giá nhất trong cuộc đời là để lại cái đức độ cho con cháu quý cô bác anh kia. Dẫu có bạc vàng trăm vạn lượng không bằng kinh sử một vài pho, dạy con đọc sách thánh hiền còn hơn để lại bạc tiền đầy gương nữa cô bác. Đó, cho nên lúc đó cô này mới suy nghĩ, nếu cha mình làm vậy đó ảnh hưởng đến cái đời con cháu mai sau. Cô mới chờ đợi chừng nào đó cái câu chuyện xong rồi đó, cái ông thầy chỉnh căn ông mới vừa bước ra thì cô dâu mời ông thầy chỉnh căn lại. Dạ bạch thưa thầy, con muốn gặp thầy đang có công chuyện chút. Nói cô có chuyện gì? Nói dạ không có nói giấu gì với thầy, nãy giờ con đã nghe hết câu chuyện giữa thầy và cha của con. Nhưng mà tại vì cha của con lớn tuổi rồi cho nên chắc có lẽ ổng nói với thầy mà nói nhầm. Bây giờ đó thầy nhận của con 2 sâu tiền, thầy làm ơn chỉnh cái căn này loại 16 lạng rưỡi giùm cho con. Hồi nãy đó là cái cân đó là đúng là 16 lạng là 1 cân. Ông già chồng đó ông kêu chỉnh sao còn có 15 lạng rưỡi à. Lúc đó cô con dâu đó là đưa 2 sâu tiền. Làm ơn đó thầy chỉnh lại 16 lạng rưỡi giùm cho con. Nhưng cái việc này chỉ có con và thầy biết thôi. Không cho cha con biết, không cho tất cả mọi người biết. Ông này ông thấy ngon quá, mới lụm bên đây sâu tiền, bây giờ lụm bên đây 2 sâu nữa, giả gì không làm. Cô bác mình thấy cũng do cái đồng tiền mà làm cho cái tâm điệu của con người nó bị lệch lạc, thấy chưa? Lúc đó bắt đầu là hợp tác đâu đó xong xuôi rồi đó, về ông chỉnh cân, ông mới chỉnh lại là 16 lạng rưỡi. Ông mới đem lại cho ông chủ tên là Thông Vũ quý cô bác. Thì ông cứ ngỡ là cái này là cái cân này có 15 lạng rưỡi hả? Bị ông kêu chỉnh, ông đưa hết 1 sâu tiền rồi. Mà ông đâu có ngờ là con dâu đó cho chỉnh lại 16 lạng rưỡi quý cô bác. Từ ngày mà ông bán buôn đó, cây cân đó là ông đổi là ông bán buôn một cái, từ đó sau đó người ta buôn lại ta mua của ổng không. Bởi vì ông cân lúc nào cũng dư nửa lạng không. Phải không ạ? Chứ phải mà người ta mua về mà người ta cân lợi thiếu là từ đó sao người ta đâu có lợi mua đâu. Mà có một cái điều lạ là hễ mà mua nào đem về cái nào nó cũng dư hết trơn. Lúc đó đó cô bác anh chị em mình ơi, ta nói câu á, hoa thơm ông bóm lân la, người hiền trai gái trẻ già giảng lai. Do cái tâm địa hiền lành thiệt thà đó đó, cân nó mà cân còn dư nửa lạng mà từ đó sau bắt đầu á, tất cả mọi nơi người ta bu lại người ta mua của ổng không. Cái tiệm gạo ở bên Vĩnh Sương ở bên Vắng Que không còn mạng mua nữa. Bởi vì ông này ông bán mà ông cân dư. Cho nên người ta bu lại, mặc dù cái lời đó thì nó ít thiệt nhưng mà nhờ nhiều. Nhờ được lòng của khách cô bác anh chị em mình. Cho nên ông bán một thời gian rồi nhà cao cửa rộng càng ngày càng được sinh sôi nảy nở. Cái tiệm ở bên kia nó bán thời gian sau rồi không có khách nào tới mua hết rồi lúc đó nó sạt nghiệp. Nó kêu ổng nó sang cái tiệm luôn. Một bữa nọ nhân cái ngày sắp sửa Tết đến nơi rồi, ổng mới hả hê về cái công việc của làm từ bấy lâu nay chỉ có một mình ta biết việc này mà thôi. Ổng mới cho tất cả con cháu dâu rể lại họp lại hết trơn. Ổng mới nói đó, tất cả các con có biết từ bấy lâu nay nguyên nhân nào mà nhà mình được nhà cao cửa rộng, nguyên nhân nào mà khách người ta lợi ì ì, nguyên nhân nào mà cái tiệm Vĩnh Sương ở bển mà bán sang lợi cho mình luôn, các con có biết hay không? Một đứa thì nó đứng lên nó nói do trời ban, do Phật thưởng này kia đủ thứ, ổng cũng cười ha ha. Một người thì đứng lên nói nhờ cái đức độ của ông bà, ổng cũng cười ha ha. Còn một chóp thì nó nói là do ông chủ lãnh đạo đức độ đồ này kia, ổng cũng cười ha hả. Ổng nói tất cả các con nói là điều trật lất hết. Từ bấy lâu nay do cái trí của ta mà ngày nay được nhà cao cửa rộng, ngày nay mà được giàu sang phú quý là nhờ cái sự tính toán của ta. Một người tính bằng 9 người làm. Ổng mới trình bày, ổng nói đó
là ông mời cái ông Chỉnh Tân Lợi, Chỉnh chỉ còn có 5 là 15 lạng rưỡi thôi. Cho nên á, mỗi một cái gì nó dư được mớ mớ đó, bấy lâu nay nhờ vậy đó mà gia đình mình mới được giàu sang dữ gì nè. Lúc đó ông cười đắc ý thì cô con dâu bước ra liền. Dạ thưa cha, dâu Thảo là gái còn dễ hiền là trái. Từ bấy lâu nay đó, đây là một cái điều mà con không dám nói với cha. Hôm nay mặt đủ đầy, tất cả các anh em già, cha cũng già, sắp sửa đến ngày ra đi rồi. Ai ở trăm năm cũng phải về hành trang sao chẳng chọn cho xê. Của tiền vật chất sanh muôn kiện, đạo đức tinh anh giữ trọn bề. Mẹ con mất ngày xưa chỉ còn của mình cha thôi. Cha ít nói nhưng thương con nhiều lắm, mẹ âm thầm vất vả hy sinh. Ngày sau con lập gia đình, có con mới biết được ân tình của mẹ cha. Đến ngày mà con cái lớn khôn, nó mới biết được cái ân tình của mẹ cha đã cho cả cuộc đời vì con. Chúng ta mở mắt chào đời có hai dòng sữa. Dòng sữa ngọt là của mẹ dắt từ máu đỏ của con tim. Dòng sữa mặn là dòng sữa của cha dắt từ những giọt mồ hôi và những dòng nước mắt với cô bác anh chị em. Đó là hai dòng sữa mà nuôi chúng ta lớn khôn. Trong cha như núi như non, hy sinh tất cả cho con nên người. Vậy hôm nay nếu mình hiếu thảo mẹ cha thì con hiếu lại với ta khác gì? Nếu mình ăn ở vô nghi, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Nếu mình không có hiếu cha mẹ thì sao lại con mình nó học theo cái gương hạnh đó đâu quý cô bác anh chị em. Lúc đó nói á, vậy hôm nay trước tất cả anh em trong dòng tộc của mình, xin cha cho con trình bày lên cái này là cái sự thật. Nhưng mà cha đừng có quở trách, đừng gầy con nghe cha. Cha hứa con mới dám nói. Ông mới nói được rồi, ta sẽ hứa cho con. Ông đang ngồi thì lúc đó nói dạ thưa cha, hôm đó con vô tình con nghe được câu chuyện của cha. Cha mời cái người Chỉnh Cân Lợi, một cân là nó 16 lượng mà cha kêu còn có 15 lạng rưỡi. Con mới thương lượng cùng với cái ông Chỉnh Cân, con để là 16 lạng rưỡi. Do cái lòng thành thật, do cái phước duyên của cha, do cái mình làm đâu đó nó đàng hoàng, mà nó mới triêu cảm được tấm lòng mến mộ của khách hàng tới đây. Nhờ đó mà gia đình mới nên sự nghiệp đó cha. Lúc đó ông giật mình rồi. Ông nói có lẽ gì sao ta. Vậy là từ bấy lâu nay đó mình làm này là làm tội, mà rốt cùng đó con gái mình đó, con dâu mình nó chuyển từ cái tội mà trở thành cái phước quý cô bác anh chị em. Nó chỉnh cho 16 lạng rưỡi. Ông không tin. Ông mới lấy cái cân ra ông hạo thử thì rõ ràng là như vậy. Lúc đó đó, từ cái mặt vui tôi ông chuyển thành sụ xuống lỗ mũi xẹp lép ơi. Mình tưởng đâu đâu bấy lâu nay đó cái nhà này giàu là nhờ mình, mà về nhờ cái đức của con dâu mình mà nó chuyển quá. Nó chuyển từ dữ trở lại lạnh. Đó, lúc đó rồi đó là ông chào khiếu hết tất cả các con cái, ông vô trong phòng ông nằm. Qua một đêm suy nghĩ, một bữa sau ông mới mời hết toàn cả trong gia tộc và đứng lên công bố. Hôm nay cha quyết định giao sự nghiệp lại cho con dâu để cho nó điều động nhờ cái đức độ, cho nếu không là cha chết. Cô bác mình thấy đặc biệt độc đáo chưa? Ta thường xót lo tần lo tảo, ít thấy ai rễ thảo mà dâu hiền, thấy chưa? Vậy thì bây giờ ngày nay cô bác anh chị em mình đó mà đạt kết quả mỹ mãn là nhờ cái đức nha. Kiếp trước có tu mới được giàu, kiếp này sung sướng dội quên sao. Sống lo bòn trải tham nhiều quá, chết cô mang theo được chút nào? Không mang được theo được chút nào chứ, phải không? Vậy bây giờ thời gian có hạn với cô bác chưa rồi. Giờ này con tạm dừng câu chuyện để cho cô bác chúng ta còn cung kiến hợp tâm cùng với gia đình để làm lễ nguyện cầu cho hương linh của người quá giảng. Trong lúc gặp gỡ chuyện trò, nếu có chút kia công đức, xin thành lòng để hồi hướng cho cụ quyền thất tổ chung, cho hương linh của người quá giảng trong ngày chánh dỗ kỷ niệm được nương theo công đức này mà được giảng sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật và nhân mùa đại lễ lần thứ 104 của Đức Quỳnh Giáo Chủ đản sinh. Thành lòng thành kính nguyện cầu với ơn trên hồng ân tam bảo, quay linh của Đức Phật Đức Thầy đồng hộ trì cho đất nước Việt Nam nói chung, toàn cả hoàn cầu năm châu thế giới đều hết thiên tai bệnh dịch. Hiện bây giờ bên Trung Quốc đang bị bệnh phổi trắng và bệnh hô hấp, đó là lan truyền hơn 17 tỉnh thành. Ngày hôm qua đó con nghe bệnh viện Chợ Rẫy nó đang công bố, hiện bây giờ đó bệnh ung thư đang lan truyền ở tại Việt Nam mình là hiện đang trị không, ở tại thành phố không là trên 350.000 ca, và mỗi một năm đó là chết trên 130.000 người bị chết ung thư.
ung thư Việt Nam mình là hiện giờ là đứng ở hàng đầu ở thế giới cô bác, là do cái ăn uống hàng ngày. Vậy thì bây giờ cô bác chúng ta phải cố gắng làm sao đó ăn những cái món nào mà nó ít độc. Mình ăn chay rồi cô bác, miễn cho được ngày hai cơm tẻ hay là phận tu hành đạm bạc rau tương, miễn cầu được an khương bốn bể. Vậy chúc cầu toàn thể quý cô bác anh chị em chúng ta được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật, thân tâm thường an lạc, đạo quả chóng viên thành, và tinh tấn tu hành cho đến ngày gặp Phật gặp Thầy ở Long Hoa Đại Hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi xin mời ông giảng viên, ủa ông mà xuống ngôn đâu rồi? Bữa nay đó ổng cho tôi nói chuyện gì là tôi cũng mãn nguyện rồi, chứ để ông thôi chưa tới giờ ông mặc cái áo ông đi tới đi lui hoài không có nói gì được hết trơn.